Chào mừng các bạn quay trở lại với Bitcoin Việt Nam. Nếu đã tham gia tìm hiểu tiền mã hóa, chắc hẳn các bạn sẽ không thể nào không biết đến Ethereum, một trong những đối thủ lớn nhất của Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Vậy bạn đã biết đến cuộc chiến giữa Ethereum và Ethereum Classic chưa? Cuộc chiến dai dẳng giữa nguyên tắc và tư tưởng. Nếu còn chưa rõ, hãy cùng xem ngay video này để biết rõ hơn Ethereum Classic là gì và những ưu nhược điểm giữa hai loại coin này nhé. Đầu tiên, Ethereum Classic là gì? Ethereum Classic hay ký hiệu là ETC được hình thành và phát triển từ nền tảng công nghệ blockchain của Ethereum ETH. Hãy quay ngược bánh xe thời gian để tìm hiểu về sự chia cách này. Mọi chuyện bắt đầu từ dự án The DAO. Dự án được xây dựng trên nền tảng Ethereum dựa trên ý tưởng đầu tư vào các dự án sử dụng hợp đồng thông minh. Để tiến hành, dự án đã thực hiện gây quỹ và huy động được 168 triệu USD vào tháng 5 năm 2016. Tưởng chừng dự án đã đầu xuôi đuôi lọt, nhưng chỉ một tuần sau đó, The DAO đã bị một hacker tấn công và mất đi số tiền gây quỹ là 50 triệu USD. Thông tin The DAO bị hack đã khiến Ethereum giá giảm mạnh, buộc Ethereum Foundation phải có động thái mới. Họ đã quyết định chạy một phiên bản nâng cấp tạm thời, soft fork, nhưng bản này lại có quá nhiều lỗi nghiêm trọng nên phải bị hủy. Từ đó, giải pháp cuối cùng của Ethereum Foundation là thực hiện một hard fork phân tách mạng lưới Ethereum, tạo thành Ethereum và Ethereum Classic. ETC được sử dụng để trả công cho các miner và có thể chuyển đổi giữa các thành viên tham gia. Đây cũng là cơ chế định giá giao dịch nội bộ được sử dụng để ngăn chặn thư rác trên mạng và phân bổ các nguồn lực tương ứng được khuyến khích theo yêu cầu. Vậy những vấn đề của Ethereum Classic là gì? Vấn đề chính của ETC là thiếu khả năng tương thích ngược với Ethereum Hard Fork. Tất cả những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng Ethereum đã chuyển sang chuỗi mới. Điều này có nghĩa là bất cứ ai là một phần của ETC sẽ không thể truy cập bất kỳ phiên bản nào của ETH. Ví dụ hoàn hảo là sự chuyển đổi giữa Proof of Work đến Proof of Stake của ETH thì ETC sẽ không thể triển khai điều đó vì phần mềm của họ không cho phép sử dụng các bản cập nhật. Thế nhưng, đó chưa phải tất cả. Nhiều người xem ETC là một cuộc tấn công chống lại Ethereum. Điều đó có nghĩa là cộng đồng Ethereum sẽ càng khó khăn và dễ bị tổn hại hơn bao giờ hết khi bị chia cắt. Thậm chí các blogger nổi tiếng như David Sherman đã báo cáo rằng nếu Ethereum là một công ty giao dịch công khai thì Ethereum Classic chỉ là một chuỗi mồ côi được đề xuất một cách bất hợp pháp mà thôi. Tầm nhìn của Ethereum và Ethereum Classic. Ethereum thay thế Proof of Work bằng Proof of Stake nhằm giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng và loại bỏ sự phụ thuộc vào thợ đào. Quyền mining block sẽ chuyển sang các stakeholder vận hành theo nguyên tắc thế chấp và Vitalik đã bắt tay Joseph để giải bài toán khả năng mở rộng của Ethereum, tăng lượng giao dịch mỗi giây và kèm theo nhiều giá trị khác như Zero Confirm. Zero Confirm là gì? Đấy là khi bất cứ giao dịch nào cũng có thể confirm chỉ trong vòng 0 giây ngay lập tức. Còn Ethereum Classic thì sao? Tiếp tục sử dụng Proof of Work, trong tương lai có thể xây dựng một dạng ghép line giữa Proof of Work và Proof of Stake và xây dựng phi tập trung cho các thợ đào. Trong khi Ethereum tuân thủ đúng các triết lý về tính bất biến của blockchain và có một lượng người chơi hỗ trợ trung thành, thì nhược điểm là không thể truy cập vào tất cả các cập nhật mới được thực hiện trong chuỗi Ethereum, ví dụ chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Thứ hai là hầu hết những người có sức ảnh hưởng vẫn đang ủng hộ Ethereum. Thứ ba là bị xem là sự xúc phạm và tấn công vào cộng đồng Ethereum. Và thứ tư, bị cộng đồng liệt vào danh sách scam. Còn Ethereum thì sao? Ưu điểm là đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Thừa hưởng nhiều ưu điểm của Ethereum gốc, đảo ngược được các DAO hack và trả tiền bị đánh cắp cho những người giữ token của DAO, được cập nhật liên tục với những thay đổi mới nhất, có tỷ lệ bump hash rate cao hơn Ethereum Classic. Một ví dụ mạnh mẽ về những gì cộng đồng Ethereum có thể làm là kết hợp với nhau để giải quyết vấn đề. Đó chính là tính đoàn kết và có sự hậu thuẫn bởi Enterprise Ethereum Alliance, một tập đoàn mạnh mẽ gồm hơn 200 công ty với các thành viên gồm Microsoft, JP Morgan, Toyota, ING, v.v. có mục đích sử dụng công nghệ blockchain để điều hành hợp đồng thông minh tại các công ty Fortune 500. Và chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là đi ngược lại chính sách bất biến của blockchain. Vậy nên đầu tư Ethereum Coin nào giữa Ethereum và Ethereum Classic? Ethereum đã có một sự trở lại ngoạn mục từ một thảm họa kinh khủng và dường như nó có thể đáp ứng mọi kỳ vọng được đặt ra. Ethereum không chỉ là loại tiền tệ, nó còn là một nền tảng mà từ đó mọi người có thể xây dựng các dự án có tầm quyết định tương lai. Ethereum có bên mình tất cả các nhà phát triển hàng đầu cùng sự ủng hộ của IEA. Giá trị của bất kỳ loại tiền tệ nào phải đến từ sự tin tưởng và sự tin tưởng dành cho Ethereum thì đang tăng lên. Còn đối với Ethereum Classic, thật không may, trong mắt nhiều người, Ethereum Classic luôn là cừu đen của gia đình Ether. Tính đến thời điểm hiện tại, Ethereum có giá trị gấp 32 lần so với Ethereum Classic và nó thực sự sẽ không tốt hơn được nữa. Tuy nhiên, không thể nói là Ethereum Classic sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường hay không có tiềm năng tăng trưởng. Trên thực tế, Ethereum Classic vẫn có được nguồn thu đáng kể từ hoạt động đào coin mà bạn đừng quên là miners follow the money.
Bạn có nhớ điểm tuyệt vời của blockchain nói chung và crypto nói riêng không? Đó chính là bạn không chỉ có một hoặc hai mà có rất rất nhiều lựa chọn. Bạn không nhất thiết phải đầu tư chỉ vào một trong hai Ethereum và Ethereum Classic mà có thể chọn hoặc thậm chí không chọn cả hai. Tuy nhiên, theo quan điểm chung thì Ethereum chắc chắn sẽ có những bước tiến và trở lại giá đỉnh của mình, còn ETC vẫn chỉ là một đồng coin có thể theo dõi trong thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.